Những ngày qua, người hâm mộ đã đặt rất nhiều hy vọng về cơ hội chứng kiến Văn Hậu thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã thể hiện mong muốn với cầu thủ đang thi đấu tại Hà Lan. Do U23 châu Á không thuộc hệ thống của FIFA nên việc Văn Hậu có trở về hay không phụ thuộc vào bản thân anh, câu lạc bộ Heerenveen và Bảo Hiểm. Và mong muốn này có thể hiểu được của Văn Hậu. Chiều muộn ngày hôm nay thì hàng loạt tờ báo mạng đã đưa tin rằng là Văn Hậu đã từ chối để ở lại phục vụ cho câu lạc bộ Heerenveen. Tuy nhiên thông tin này chưa biết là mức độ chính xác ra sao và Văn Hậu cũng chưa chính thức lên tiếng. Nhưng thực sự với quyết định này có thể hiểu được và thông cảm cho Văn Hậu. Bởi vì mới đây anh đã lần đầu tiên được ông Rune Jansen tung ra sân, mặc dù là ở những phút cuối trận trong trận đấu Cúp Quốc gia Hà Lan. Nhưng đây cũng là một tín hiệu vui với cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sau thời gian dài làm quen ở môi trường mới. Phần đông người hâm mộ và chuyên gia cũng ủng hộ việc Văn Hậu nên ở lại Heerenveen. Đây không chỉ là điều tốt cho cầu thủ người Thái Bình mà còn đưa hình ảnh của bóng đá Việt Nam ra thế giới nếu Văn Hậu chứng minh được năng lực của mình. Và như quý vị và các bạn đã biết thì vừa qua Văn Hậu đã trở về phục vụ đội tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games 30 với chiếc huy chương vàng là phần thưởng xứng đáng với những gì mà cầu thủ này đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đội bóng của Hà Lan cũng đã tổ chức một buổi lễ vinh danh cho chàng trai 20 tuổi. Đưa học trò về thăm nhà, thầy Park rớt nước mắt, ôm chầm lấy mẹ già 97 tuổi ngồi xe lăn. Quý vị và các bạn thân mến, tranh thủ những ngày tập tại Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa toàn bộ thành viên của U23 Việt Nam về thăm nhà mình và gặp mẹ già, năm nay đã 97 tuổi. U23 Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Tongyeong, Gyeongnam, Hàn Quốc. Chiều ngày hôm nay 19 tháng 12 thì U23 Việt Nam được nghỉ tập luyện và tranh thủ khoảng thời gian này, toàn đội đã có chuyến về thăm nhà của huấn luyện viên Park Hang-seo ở quận Sangcheung thuộc tỉnh Gyeongsangnam của Hàn Quốc. Tại đây thì thầy Park đã có những giây phút đoàn viên hết sức cảm động với mẹ già, năm nay đã 97 tuổi. Thông qua lời phiên dịch viên, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ là bà có lúc nhận ra đứa con trai của mình nhưng cũng có lúc là không nhận ra. Bà cũng không nắm rõ được tình hình cậu con trai đang nổi tiếng thế nào tại Việt Nam cũng như là tại quê nhà. Buổi đoàn tụ diễn ra hết sức cảm động khi mẹ già của huấn luyện viên Park Hang-seo nhận ra con trai và khóc lớn sau một quãng thời gian rất dài mới được gặp lại. Vị chiến lược gia năm nay 60 tuổi cũng không kìm được những giọt nước mắt xúc động. Chuyến đi này thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc với rất nhiều các phóng viên đến đưa tin. Theo tờ MBN thì số lượng du khách ghé thăm quận Sangcheung tăng đáng kể trong năm 2019, trong đó có tới 25% là người Việt Nam. Dù đây không phải là danh thắng du lịch, tất cả đều muốn tham quan nơi huấn luyện viên Park Hang-seo sinh ra và lớn lên. Theo kế hoạch thì ngày 22 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ kết thúc chuyến tập huấn và trở về thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập luyện cho đến ngày mùng 1 hoặc mùng 2 tháng 1 năm 2020 sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á. U23 Thái Lan gặp khó với quy định của ban tổ chức vòng chung kết U23 châu Á. Quá trình chuẩn bị của ông Akira Nishido và U23 Thái Lan đang gặp rất nhiều khó khăn với quy định của ban tổ chức vòng chung kết U23 châu Á. Quý vị và các bạn thân mến, vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 tại 4 thành phố của Thái Lan. Với tư cách là nước chủ nhà của giải đấu, đội bóng xứ sở chùa vàng đang rất quyết tâm có được kết quả tốt nhất ở giải đấu này để giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản vào mùa hè sang năm. Tuy nhiên, ông Akira Nishino lại đang gặp trở ngại không nhỏ trong công tác chuẩn bị của mình cho giải đấu quan trọng này. Cụ thể, để cho các cầu thủ có thời gian hồi phục thể lực sau một mùa giải dài của bóng đá Thái Lan, chiến lược gia người Nhật đã quyết định để U23 Thái Lan chỉ tập trung trở lại vào ngày 26 tháng 12. Tuy nhiên thì điều này lại khiến cho ông có ít thời gian tập luyện với các học trò khi rút danh sách chính thức để tham dự giải đấu. Vì theo quy định của ban tổ chức U23 châu Á thì các đội sẽ phải nộp danh sách cầu thủ tham dự giải đấu 10 ngày trước trận ra quân. Theo lịch thi đấu, trận đấu đầu tiên của Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 với U23 Bahrain. Vì vậy là ông Akira Nishino chỉ có 3 ngày tập luyện cùng học trò trước khi rút danh sách xuống còn 23 cầu thủ U23 Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Đây là điều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch chuẩn bị của chiến lược gia người Nhật. Sau thất bại tại SEA Games 30, ông Akira Nishino đang rất quyết tâm để lấy lại thể diện của bóng đá Thái Lan khi quyết định triệu tập tới 30 cầu thủ với nhiều thay đổi ở đợt tập trung này.
Tuy vậy thì với tình hình hiện tại, chiến lược gia người Nhật có thể sẽ phải tính toán lại kế hoạch của mình. Báo Hàn Quốc trả lời câu hỏi tại sao thầy Park thành công ở Việt Nam. Truyền thông Hàn Quốc đã giật mình với câu trả lời của thầy Park khi hỏi về vũ khí làm nên chiến thắng từ lứa trẻ U22 Việt Nam cho đến đội tuyển quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, tại sao thầy Park thành công vang dội ở Việt Nam? Đâu là bí quyết giúp cho ông làm nên chiến thắng là câu hỏi chung của báo giới Hàn Quốc. Từ một người không còn được chú ý ở môn thể thao vua tại quê nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo nhanh chóng trở thành một vị anh hùng bởi những chiến tích ông mang về cho bóng đá Việt Nam. Có thể ví như thầy Park có phép thuật lợi hại khiến cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam dự giải đấu nào cũng tạo ra ấn tượng mạnh mẽ, thành công hơn cả trông đợi. Ông bắt đầu tạo nên cơn sốt từ chiến dịch U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc đầy cảm xúc dù không lên ngôi, nhưng cả nước Việt Nam cuồng nhiệt chào đón như những chiến binh dũng cảm, tự hào trở về quê nhà. Sau đó thì lứa cầu thủ này còn đi đến bán kết môn bóng đá nam ASEAN 2018 trước khi tuyển Việt Nam mạnh mẽ lên ngôi AFF Cup 2018. Năm 2019 tiếp nối sự vươn mình mạnh mẽ của tuyển Việt Nam ở Asian Cup, nơi đội tuyển của chúng ta lọt đến trận tứ kết và chỉ chịu thua Nhật với tỷ số tối thiểu trong cuộc so tài mà nhận vô số lời khen của truyền thông quốc tế. Là người gánh vác trọng trách cả tuyển Việt Nam lẫn U22 và U23 Việt Nam, nhưng nhờ có các trợ lý của mình thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn làm rất tốt, đội lớn thì đang ở vị trí thuận lợi tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong khi đội U22 Việt Nam hoàn thành giấc mơ vàng SEA Games cho người hâm mộ sau 60 năm chờ đợi. Bởi những điều quá ư là ấn tượng trên thì trong cuộc họp trước buổi tập của U23 Việt Nam tại Tongyeong, truyền thông quê nhà Hàn Quốc của huấn luyện viên Park Hang-seo đã hỏi đâu là vũ khí bí mật giúp cho ông thành công như vậy với bóng đá Việt Nam. Trả lời đầy khiêm tốn và bất ngờ của chiến lược gia bậc thầy khiến những người có mặt nhanh chóng hiểu ra tại sao ông được trời đãi đến vậy. Tờ News One nhận định rằng cách dùng người và lãnh đạo của thầy Park có thể xem như một bí kíp để người khác học hỏi, không chỉ trong lĩnh vực bóng đá. Vậy huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói gì? Thưa quý vị và các bạn, thầy Park đã khiêm tốn nói rằng nếu tôi có tài đặc biệt thì liệu có dẫn dắt một đội bóng hạng 3 ở Hàn Quốc? Trước đây khi từng nắm đội Changwon FC và sau đó là những chia sẻ về cách ông đồng hành cùng bóng đá Việt Nam sau lần đầu tiên nhìn thấy các học trò với tinh thần không mấy tự tin và lạc quan bởi những thất bại trong quá khứ. Điều tôi muốn làm là tăng cường sức mạnh cho các cầu thủ Việt Nam. Tôi tập trung tối đa vào việc phát huy các khả năng của họ thay vì tạo ra chúng. Bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi và tôi đã có những học trò như thế. Và khi các cầu thủ Việt Nam có niềm tin vào bản thân, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn cả mong đợi. Và sự khác biệt trong triết lý thành công của thầy Park mà báo chí Hàn Quốc đúc kết được là ông tìm thấy những mặt tích cực của mỗi cầu thủ, kiểu như bạn đang giỏi ở khía cạnh này, mang đến khích lệ lớn cho học trò thay vì phán rằng bạn không đủ giỏi, khiến cho cầu thủ nản chí và tự ti. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành cả tâm huyết và trái tim của mình để đánh thức sự vươn mình mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam. Ông hạnh phúc được làm việc tại đây là lý do xác định là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của mình. U23 Việt Nam chọn đối thủ của Thái Lan làm quân xanh. Thái Lan đang xôn xao về trận đấu bí mật của U23 Việt Nam và U23 Bahrain trên đất Thái trước thềm vòng chung kết U23 châu Á. Bahrain cùng bảng A với Thái Lan, Iraq và Úc tại vòng chung kết U23 châu Á, trong khi đó Việt Nam ở bảng D cùng Jordan, Triều Tiên và UAE. Bahrain đã đề xuất với U23 Việt Nam là cả hai sẽ có trận giao hữu bí mật trên đất Thái Lan khi các đội tề tựu về dự vòng chung kết U23 châu Á. Sở dĩ Bahrain chọn đá giao hữu với Việt Nam là vì Bahrain so sánh lối chơi của Việt Nam tương đồng với Thái Lan. Thể trạng, kỹ thuật và tư duy bóng đá của cầu thủ Việt Nam cũng có nhiều nét tương đồng với Thái Lan. Chính vì điều này, Bahrain chọn U23 Việt Nam làm đối thủ giả định để có những khái niệm chung nhất về những đội bóng mạnh của Đông Nam Á. Cụ thể, qua hình ảnh Việt Nam, Bahrain sẽ hình dung ra cách chơi của Thái Lan. Như thương lượng của Bahrain và Việt Nam, trận giao hữu này diễn ra trên đất Thái Lan, nhưng đây là trận đấu bí mật. Nó diễn ra trên sân không được tiết lộ và kín cổng cao tường. Các đối thủ trong bảng A của Thái Lan và bảng G của Việt Nam sẽ không thể theo dõi trận này. Thái Lan đang theo dõi đợt tập huấn của U23 Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo, Thái Lan còn biết số trận tập huấn của U23 Việt Nam. Sau đó, toàn đội U23 Việt Nam sẽ bay thẳng về thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập luyện. Khí hậu ở thành phố Hồ Chí Minh được xem là tương đồng với khí hậu ở Bangkok vào thời gian gần Tết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi.
Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.